Quậy. Em làm gì mà đứng ở đây nãy giờ? Chị đã đi tìm em rất là lâu. Trời ơi, em để cho Châu ăn lúa ngoài kia kìa. Em đang học tiếng Anh. Em học tiếng Anh á? Vâng. Chị còn gì nữa? Chị nghĩ là chị em ngồi chơi à? Thế em thử nói một vài câu cho chị nghe xem nào. Hello mom, how are you? I'm fine, thank you. Good morning. Ngược sắp tính. Number 15, Heather. Lớp viễn nào sao bố khổ? Heather, vì hai hố nghịch như cái chữ. Hả? Chị là ai mà em lại chào hello mom? Mà đoạn sau em nói gì? Chị chẳng hiểu gì cả ấy. À, hồi nãy em bảo là em chào chị hả? Xinh đẹp của em. Còn em bảo là, tôi tay bảo là nhà số 15 có tầng lô viễn hào sao bò khô, có VIO nghịch như quỷ sứ. Ôi giời ơi, Quậy ơi là Quậy. Em nói tiếng Anh như thế, chả ra tiếng Anh mà tiếng Việt cũng chả ra tiếng Việt. Như thế này thì loạn hết ngôn ngữ rồi. Em học lò chị ạ. Em là chị ăn đây. Khi nào chị ăn đăng ký sẽ học tiếng Anh về nhé. Về cả anh chị sinh viên nhé. À, dĩ nhiên nếu như em thích thì chị sẽ đăng ký cho em học nhá. Mà Quậy ơi, hôm nay em có nhớ là ngày gì không? Ngày gì? Dễ ợt. À, ngày Tết Nguyên Đán. Ngày Tết Nguyên Đán có đúng không các bạn nhỏ ơi? Bạn nào biết thì nhắc cho chú Quậy nào. Ngày Tết Trung Thu đấy, sai rồi, lêu lêu Quậy. À, tưởng gì chứ, ngày Tết Trung Thu có bánh trưng xanh này, có mứt dừa này, có đào hoa mai này. Cái đó Quậy biết tổng từ lâu rồi. Vậy chị đố Quậy biết là ngày Trung Thu thì có từ khi nào? Từ khi nào á? Câu này cũng dễ luôn. Câu này chẳng hỏi Quậy thì nhầm to. Trung Thu có từ khi nào á? Trung Thu chẳng nghe rõ đây.